Thân mến, hôm nay chúng ta sẽ thực hiện món đậu hũ non chiên xù sốt xí muội. Và để thực hiện được món ăn này, các bạn chuẩn bị như sau: một cây đậu hũ non, 3 quả xí muội đã được ngâm, gừng sợi, ngò rí. Gia vị sẽ gồm đường, tương ớt, tương cà két chấp, dầu ăn. Và chuẩn bị cho chiên xù, chúng ta có bột chiên giòn và bột chiên xù. Đối với xí muội thì khi đi chợ các bạn mua, người ta sẽ bán nguyên quả như thế này. Chúng ta về sẽ tách bỏ hột và các bạn sẽ dầm nát. Nếu muốn món ăn này thật mềm thì chúng ta mua đậu hũ cây. Các bạn có thể mua đậu hũ cây trong siêu thị hoặc là ở các cái cửa hàng bán đậu hũ ở chợ, người ta đều có bán sẵn như vậy. Và ở bên ngoài sẽ bọc một cái lớp plastic và các bạn sẽ cắt bỏ đi. Tức là cắt bỏ và chúng ta sẽ chỉ lấy phần ở bên trong thôi. Đậu hũ này rất là mềm, thường dùng để ăn sống với lại nước tương hoặc là để nấu lẩu hoặc là nấu canh, rất là ngon. Thành ra dùng để chiên thì sẽ hơi khó. Bây giờ chúng ta sẽ pha phần bột chiên giòn trước. Trong những bài học về chiên xù, tôi có hướng dẫn các bạn rằng đối với những người ăn chay trường, tức là không sử dụng trứng, thì chúng ta không dùng trứng để lăn qua trước khi chúng ta lăn qua bột xù. Cho nên bắt buộc phải có một hỗn hợp kết dính, thì hỗn hợp này chính là bột chiên giòn. Chúng ta sẽ pha bột chiên giòn. Và các bạn đừng pha loãng quá, chúng ta pha nó hơi sệt một chút xíu. Muốn như vậy thì các bạn đừng cho nước vào nhiều vội, chúng ta sẽ cho từ từ. Sau khi pha hỗn hợp bột chiên giòn với lại nước thành một hỗn hợp sánh như vậy, đây chỉ là chất để kết dính với lại bột chiên giòn. Cho nên nếu các bạn pha đặc quá cũng không được, mà pha loãng quá thì bột chiên xù sẽ không dính. Sau khi có bột chiên giòn pha loãng rồi thì chúng ta bắt đầu cắt đậu hũ. Các bạn để đậu hũ ở trên dĩa và chúng ta sẽ cắt dày chừng khoảng một lóng tay, tức là khoảng 1,5 cm. Các bạn chuẩn bị một chảo dầu, nhiều dầu và thật là nóng, tức là dầu phải nóng sôi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ thực hiện. Trước hết, các bạn sẽ cho miếng đậu hũ vào trong cái bột chiên giòn đã được pha. Thật là nhẹ tay nhé. Bạn sẽ lấy cái muỗng. Chúng ta sẽ chiên cho đến khi cái bột chiên xù nó có màu vàng thì các bạn lấy ra. Bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị làm sốt. Sốt xí muội làm rất nhanh. Lấy một ít dầu đã nóng, cho cái xí muội này vào trước, đảo đều. Sau đó tắt bếp, cho tương ớt, tương cà két chấp, đường. Bạn đảo đều hỗn hợp này. Chảo vẫn đang rất là nóng, đừng có mở lửa nữa. Cuối cùng múc ra chén.
các bạn thân mến, đậu rất mềm, bên ngoài lại phủ một lớp vỏ giòn tan, chấm cùng với tương xí muội, chua chua, ngọt ngọt, cay cay, thì thật là hấp dẫn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại trong chương trình Món Chay lần sau.